Ok, xin chào các bạn đã quay trở lại với tôi. Hiện tại là tôi của ngày 8 tháng 6 với một số bạn quỷ rất là mệt mỏi đó các bạn. Như các bạn có thể thấy đây nè. Đây là bạn quỷ của tôi để in ra này các bạn ơi. Lỗi tà le tà lét luôn. Đấy, thì để đấy mà nói mà sự giữ lại một cái kỷ niệm sau này của dành cho riêng mình. Ngày mốt là tôi phải nộp rồi, nhưng mà tôi ra hạn cho tôi là vào trưa ngày mai. Và tôi nghĩ là chắc tôi cũng không thể hoàn thành kịp trưa ngày mai mất tiêu. Vâng, và không còn chần chừ gì nữa, hãy tiếp tục làm bài thôi nhé.